pháp không hay cái gì khác? Quý vị nên chờ thêm tí xíu. Quý vị nên đọc kinh đấy. Tại vì trong kinh ấy, Đức Phật dạy rất là rõ ràng. Đây. Quán pháp. Đây là kinh Đại Niệm Xứ ha, kinh Đại Niệm Xứ của Trường Bộ đây nè. Tại sao mà sư phải dẫn kinh ra? Bởi vì nó có rất là nhiều, rất là nhiều. Đấy, thế nào là vị tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp? Đấy, này các tỳ kheo ở đây sống quán pháp trên các pháp đối với năm truyền cái. Đấy, Đức Phật hướng dẫn ha, Đức Phật hướng dẫn về năm truyền cái. Rồi đây quán pháp trên các pháp đối với năm thủ uẩn. Rồi quán pháp trên các pháp đối với sáu nội xứ, sáu ngoại xứ ha. Rồi quán pháp trên các pháp đối với bảy giác chi, quán pháp trên các pháp đối với bốn đế. Đấy. Thì đó là cái quán pháp trên pháp. Thành ra đó, tại sao mà sư nói quý vị khi mà hành thiền thì nên đọc kinh, nhất là trong chánh tạng, bởi vì trong chánh tạng Đức Phật nói rất là rõ rồi. Chỉ khi nào mình cái chỗ nào mà Đức Phật nói mà cần những cái vị sư diễn giải ra thêm hoặc phân tích rõ ra thêm ấy thì sư sẽ phân tích thêm. Còn nếu chỉ đơn giản là liệt kê quán pháp là gì thì quý vị đọc trước cái kinh Đại Niệm Xứ trước giùm sư cái đã. Quý vị phải đọc trước, quý vị có được cái kiến thức ở trong đầu rồi đó thì quý vị có thắc mắc nó sẽ cụ thể, nó rõ ràng hơn.